Sau khi mà anh chị hoàn thành cái việc mà công chứng mua bán của một căn nhà thì sau đó đến quá trình tiếp theo sẽ là cái quá trình mà đi làm cái thủ tục đăng bộ sang tên. Thì trong cái quá trình này chúng ta sẽ có một cái giai đoạn gọi là đi đóng thuế. Ở đây có hai loại thuế là thuế thu nhập cá nhân cho bên bán và thuế trước bạ cho bên mua. Tuy nhiên là vì một số trường hợp nào đó thì cái việc nộp thuế bị chậm trễ. Thì cái nộp thuế chậm trễ như vậy nó có những cái hậu quả như thế nào và phải nộp phạt như thế nào? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị những cái quy định của nhà nước về cái việc nộp chậm tiền thuế khi mà đóng đăng bộ sang tên anh chị nhé. Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu về cái thời hạn mà nộp tiền sử dụng đất là khi nào, hay còn gọi là cái thời hạn mà chúng ta phải nộp thuế tức là khi nào. Tức là sau khi mà công chứng mua bán thì nhiều anh chị thường hay nghĩ là mình có thể mình để đó mình từ làm đăng bộ sang tên cũng được, nhưng mà không phải anh chị. Chúng ta phải tiến hành làm đăng bộ sang tên để nộp thuế cho nhà nước nữa, có một cái khung thời gian rõ ràng chứ không phải là muốn lúc nào làm cũng được anh chị nhé. Thì ở đây tôi có trích từ cái quy định của pháp luật Việt Nam, căn cứ theo khoản 4 điều 18 nghị định 126/2020 NĐ-CP quy định về thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như sau. Kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất, trong vòng 30 ngày, người sử dụng đất phải có trách nhiệm nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo. 50% còn lại sẽ phải hoàn thiện nốt trong 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất. Thì nó nôm na tức là trong vòng 90 ngày đầu tiên sau khi mà có thông báo nộp tiền thuế hay là sử dụng đất thì anh chị phải tiến hành nộp đủ các khoản thuế anh chị nhé. Đây, còn nếu như mà khi mà chúng ta trễ hơn so với cái số ngày quy định thì sẽ bị phạt như thế nào? Thì sẽ có những cái có khung hình phạt khác nhau đó anh chị. Ở đây là có mức phạt chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định trong điều 13 nghị định 125/2020 NĐ-CP như sau. Khoản 1 điều 13 thì nếu mà nộp hồ sơ thuế quá hạn từ 1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ thì sẽ là bị phạt cảnh cáo. Đấy, khoản 2 điều 13 nếu như mà nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 ngày đến 30 ngày thì trừ trường hợp trên thì sẽ bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Đấy, khoảng 3 điều 13 thì tương tự từ ngày 31 đến ngày thứ trễ từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 60 thì sẽ phạt từ 5 đến 8 triệu đồng. Khoảng 4 đến điều 13 thì 61 ngày đến 90 ngày thì 8 đến 15 triệu đồng. Đấy. Và tương tự trên 90 ngày thì 15 đến 25 triệu đồng anh chị nhé. Thì đó là khung hình phạt thôi. Thì cái khung mà đây là một khoản phạt, còn một khoản phạt tiếp theo nó sẽ tính dựa theo cái số ngày mà mình chậm trễ. Đấy. Thì cái số ngày chậm trễ như thế nào? Nếu tổ chức cá nhân sử dụng đất không nộp thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch mua bán nhà đất thì hình thức xử phạt chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất sẽ căn cứ theo khoản 1 điều 42 nghị định 125/2020 NĐ-CP cụ thể. Các cá nhân tổ chức chậm nộp thuế sẽ bị xử phạt bởi vi phạm hành chính thuế với hóa đơn bị tính tiền chậm thuế theo mức là 0,05% một ngày anh chị nhé, 0,05% một ngày. Đấy, thì lưu ý trong những trường hợp dưới đây thì không bị phạt nộp thuế, đó là trong thời gian được khoản thi hành quyết định phạt tiền. Cái thứ hai là trong thời gian xem xét quyết định miễn phạt tiền. Hoặc là thứ ba là số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong cái trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần. Còn lại ngoài ba trường hợp này ra thì còn lại thì các bạn anh chị sẽ bị nộp phạt theo cái số ngày mà mình trễ. Tôi lấy ví dụ ha, anh chị tiền thuế của anh chị là 100 triệu chẳng hạn. Đấy, thì nếu một ngày mà anh chị cứ trễ một ngày ấy, thì người ta sẽ lấy 0,05% nhân với 100 triệu thì đó khoảng 50 ngàn một ngày anh chị nhé. Đây thì cứ như vậy mà nhân lên thôi, cộng với số tiền cái khung phạt ban đầu lúc nãy nữa thì có số ngày mà từ 1 đến 30 hay là 30 đến 60, 60 đến 90 đấy. Đấy thì thật ra thì đối với những cái mà thật lòng mà nói thì đối với những cái nhà mà lớn ấy thì vài chục tỷ thì đôi lúc gặp một cái vấn đề trục trặc gì đó thì người ta sẽ nộp phạt cái tiền thuế này, mà so ra thì nó cũng không bao nhiêu so với căn nhà họ bán. Tuy nhiên đây cũng là một cái khoản để chúng ta cân nhắc, tại vì nhiều anh chị cứ nghĩ là mình đăng bộ xong mình để đó thì từ từ mà làm cũng được, không phải đâu anh chị nhé. Thì trên đây là những cái chia sẻ của tôi về cái việc mà nộp thuế, nộp chậm thuế và cái thời hạn mà phải nộp thuế trong bao nhiêu ngày. Hy vọng cái video này hữu ích với anh chị, nên anh chị thấy hay thì cho tôi một like anh chị nhé. Hẹn anh chị video tiếp theo, bye bye.